tự động hóa. Cái này tải được bao nhiêu anh? 400 cân. Đấy, thế là chơi, anh em chơi trên mái nhàn. Chứ đi người không lên cầu thang cũng đã hết hơi rồi. Đầu tư cái tời lại có cái trục quay kìa, hay lắm. Tí lên cho bác xem nhé. Đấy. Đấy, ok bác, giới thiệu của bác. Hôm nay đến thăm vườn nhà anh Việt ở dưới xóm. Hôm nay có cái khác, cái mới là cao tí nữa anh. Là có cái tời rất hay, làm rất là hay, vừa có cái trục xoay để xoay ra xoay vào được, vào sân được, mà nó lại gọn gàng các bác nhé. Bây giờ tôi lên các bác cùng xem những cái cây và cái tời của anh Việt như nào. Trên cái cẩm thị hoành tráng thế nhỉ, để ở đây cảm giác to hơn bên nhà anh Mạnh nhỉ. Tí nữa quay chi tiết lại xem luôn cái tời đã. Đấy. Đây có một cái trụ gia cố. Đấy, cái này nó xoay bằng bi đúng không anh? Xoay bằng bi. Đấy, hay đấy nhỉ, rộng rộng này quay thoải mái, thích mà chắc thì làm cái cán cẩu nó dài ra nó chắc chắn lên thì ok thôi. Đấy, gọn nhẹ này thôi. Điều khiển đây nhỉ. Đấy, điều khiển à, lên xuống đây nhỉ. Kể ra mình làm dài cái dây này ra xong mình cứ ấn đứng ở dưới. Đứng ở dưới xong rồi mình đi lên. Như đi thang máy ấy. Đấy. Hay đấy. Đẹp. Không gian đẹp thật. Không gian quá đẹp. Cây này anh chụp ảnh đích đẹp. Cây này nhìn thực tế đẹp. Ông mua bao nhiêu lần chậu với công nhận cây này sạch trái đấy. Sạch sẽ thân này. To như này nó phải có cái đất ăn. Thân nu quái sạch. Thân nu quái sạch chứ. Thích. Cây này 2 năm nữa là có bông răm và đi chơi đẹp đấy. Đẹp đấy. Cơm nguội. Cơm nguội. Đấy, súng là nở hoa này. Đấy, cái cơm nguội các bác nhé. Các bác vừa xem cái tời nhỉ. Thì bây giờ đến Cây. Cây của anh Việt, chỗ này là phôi nuôi dài, còn đây là một số cây nó đã hòm rồi đây. Ôi, anh Việt quế kia hoành tráng. Hoa là vừa mới hết lứa hoa, đang nhiều quả. Quay từ đầu để cho dễ chứ. Cái chạy lung tung này cũng khó. Tiếp cái cây này chắc hôm rồi hoa nó kinh khủng lắm đấy. Còn lại quả này nó đậu khủng khiếp. Nhìn vào cái lượng quả này là biết rồi, hôm trước nó hoa như nào, nó cái dòng siêu hoa gì cả. Cái này rồi lại hóa hay anh nhỉ? Khiếp là nhìn cái lượng quả nó kinh không? Chi chít rồi nhỉ? Kiểu như siêu hoa ấy nhỉ? Này, nó còn lại quả này, khủng khiếp. Thế à? Kín thân luôn này. To hoành tráng này lắm hoa xưa. Đấy, cứ mưa là nhiều hoa, là rộ hoa. Cây này thì xanh tốt quá. Cây này mua ở triển lãm Ngô Xài, Quốc Oai. Đấy, Ngô Xài.
Trên này sáng sủa, cây cối sáng sủa. Đấy, hôm nay thì tốt rồi. Với dáng làng cũng rất là nhiều tiền. Rất là nhiều tiền. Si. Dễ kinh không? Dễ ăn kinh không? Đấy, mưa ấy. Chả cần ngâm nước mà dễ ngập chậu. Nhiều dễ thật nhỉ? Đấy, có sân này chơi sướng. Nó lại chữ L nên nó đẹp. Chứ phẳng quá nó lại xấu. Chỗ này cũng mà để được hàng nghìn cây. Còn riêng cái rãnh kia là... tôn kia cũng là bằng cả cái nhà em để đấy, năm xoại gốc ấy. Xi dưới đây thấy không, nhìn như là vẽ đấy đúng không, xanh mướt, lá nào cũng cùng lứa hết, nó rất là xanh mướt. Vặt cùng một lúc thì nó sẽ ra lá cùng một lứa, nó sẽ đẹp. Cái này phết thêm chín mỡ chút màu thì hay. Đấy. Quá sướng. Gió mát mà là chỉ ở tầng 2 thôi, cho nên là rất là dễ chịu. Cao quá cũng mệt. Đấy, cái trên mái, cái sân này còn to hơn, cái mái này còn to hơn cả sân vườn. Đấy. Cái xanh quê. Đấy, cái độc đáo cái công nguội này, cái công nguội rất độc đáo. Sạch, nó rất u già và sạch. Sạch sẽ, mịn sạch. Quái, già. Cần khăn. Cái máng thì đẹp thế. Đấy, toàn đất Nhật đấy. Cái nào cũng sẽ thấy đất Nhật hết. Đều là đất Nhật các bạn nhìn. Mini loại đất Nhật hạt nhỏ này. Đấy, cây này cũng đất Nhật. Giống tranh vẽ. Đẹp đúng không các bác? Đây có một cái dưới nữa. Em tưởng cái dưới này anh kia anh mang đi rồi anh. Chưa. Điền đấy. Điền. Điền chứ. À, anh Việt ơi, cái cây này mà bảo là ấy đây đúng không? Ừ. Sáng sủa nhỉ? Đấy, nhìn cái đoạn này thích kìa. Chốt chiếc cũng có rồi đấy. Ngon đấy. Này, bò, tốc độ bò nhanh. Mới đục đấy. Mới đục đấy các bạn. Mới đục được... không biết có chắc khoảng độ hơn tháng chứ mấy. Con này bo tốc độ khiếp ấy nhỉ.
Vết này đều là mới đục hết này. Đấy, về dữ liệu tốt. Có hai cái cẩm thị. Cái này thì tốt quá, chẳng nhìn thấy gì. Đấy. Đây, cái sinh quê này cũng hay. Đúng, cây này cũng được đấy. Cây hôm anh gửi ảnh cho em xem đây đúng không? Được. Được đấy. Xanh quê, nhiều đầu. Ui, đầy chỗ này này. À, còn nhiều chỗ lắm. Đấy, cái cẩm thị này. Cây này chắc phải... Cây này chắc phải mấy người khiêng anh nhỉ? Trước thuê chỉ hai người thôi, nhưng mà bây giờ thì có cái tời rồi thì... À, nhìn hoành tráng nhỉ. Để ở nhà anh Mạnh cảm giác nó cứ bé hơn ấy. Dây to thế. Nhìn này, mướt nhỉ. Sao cứ để này là có quả đấy. Không có quả đâu, ngoài này anh thấy mà khó lắm. Ở nhà... À nhưng mà trong kia là nó chuyển ra là lúc chuyển ra nó đang có quả. Ở nhà ông Lập đợt thấy nó cũng nhiều quả lắm. Cái nào đây? Cái nào được ạ? Nhẹ lắm anh. Đấy, xoay đi. Đấy, mặt đi. Để xong em gọi em luôn cái này lên cái này luôn đấy. Đấy, thành viên mới. Để hôm trước em cổ khấu này ra thế nào. Đấy, nếu mà ấy để em dựng em khênh cùng nhá. Nào, được. Đi ngang cái sai mặt đấy. À thế. À. Nặng phết đi. Chỉnh lại đằng em tí nhá. Đừng kéo, đừng kéo. Từ xoay lại cái đôn nữa. Cái đôn của em đã bị lệch kìa. Đấy, bây giờ xoay lại cái chậu tí. Được rồi đấy, Việt ơi, thôi. Thêm gì nữa, ra đây tí nữa này. Dịch ra tí. Đó, quá rồi. Thêm cứ anh Đông sai ra ngoài tí nữa. Ra ngoài tí nữa cho đỡ hở sao đô đi. Nhá. Ừ. Đấy. Đấy, sau là rửa gạch nó đỏ nhìn xuống lắm. Ừ, nó nổi. Nó nổi. Rửa phát vào buổi chiều ấy, nó lên màu đẹp lắm. Cây dưới trên xanh dưới đỏ. Đẹp. Mắt mắt. Đấy. Nhìn vệ vệ phết thì cho lên đôn vệ vệ. Nó không bẩn bẩn như để ghế nhựa nhà mình. Nhà mình để cứ giúp gió. Hay đấy. À đây còn hàng khủng này nữa. Con này nuôi nó lên tay cút khiếp thật. À, sau nó mới có tiền, nhiều tiền. To mà. Thế bảo mình kinh doanh hay không thì không biết, nhưng mà cứ nuôi cái đồ này lại lên sau rất nhiều tiền. Buổi càng nuôi nó càng đẹp mà. Khủng khiếp, một mình nó chiếm luôn góc sân luôn. Đấy, nuôi phôi phải thế. Cây này vẫn ở đây. Đấy, khu vực này phôi thì còn khá nhiều cây đấy. Nhưng mà không xem được đâu, mình đang nuôi. Cây quê này cũng được. Cũng còn dài lắm. Cây kia thì ấy hơn nhỉ. Cây đằng kia thì... Thì cây đấy thì cũng sẽ được sớm hơn cây này. Thôi, quay thế thôi. Hôm nào xuống lại quay tiếp, đẹp quá. Đấy, có cả chiếu nghỉ cho anh em đây. Đây, khu vực khay chậu, cây lúa. Những cây mà hy sinh đây là không phải cây của anh đâu, mà đi xin của mấy nhà anh em họ mua cái cây khai thác này, họ lên đường ấy. Mua lại đưa lên. Lên không cái này thì chết.
bảo là cứ đến nhà anh em. Đấy cái cây này, cây sầm sim này đẹp này, nhưng mà cực kỳ khó sống. Ở trên rừng thì sống vô tư luôn, nhưng mà cứ đào về là rất khó. Kia là cây bằng lăng rồi hay là cây gì ấy. Thôi, hẹn gặp lại các bác nhé.